Trung tâm cây giống Tam Đảo kính chào tất cả quý bà con và kính chào tất cả mọi người trên khắp mọi miền Tổ quốc. Ngày hôm nay là một ngày cuối tuần thì bên trung tâm cây giống của bên mình gửi lời chúc tốt đẹp, lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Và trung tâm thì rất là cảm ơn và hân hạnh được hợp tác và cung cấp ra bà con các loại cây giống, cây trồng của bên trung tâm em. Thì hôm nay mình lại quay trở lại và mình lại giới thiệu tới quý bà con một cái loại cây giống mà nó không còn xa lạ nhiều so với bà con. Thì cái cây giống mà hôm nay mình muốn giới thiệu tới bà con đó chính là cái cây giống sưa đỏ. Đấy. Thì chắc là nhắc đến cây sưa đỏ thì chắc hẳn là rất là nhiều người biết đến cây này rồi đúng không ạ? Và cách đây khoảng tầm 10 năm trở về trước thì cây sưa đỏ này là một trong những cái cây có giá trị vô cùng cao. Đấy. Được các thương lái thu mua với giá là phải nói là giá trên trời luôn đấy ạ. Đấy, có những gốc cây sưa mà lên đến vài trăm triệu đến vài tỷ, có đến những gốc sưa vài chục tỷ, vài trăm tỷ cũng có. Đấy là cái giá trị mà cái cây gỗ sưa này mang lại. Đấy, cho đến hiện tại thì cây sưa này vẫn đang là một trong những cây nó mang lại cái tiềm năng kinh tế rất là cao cho bà con. Đấy, rất là nhiều bà con đã có thêm thu nhập và đã giàu lên nhờ trồng cái cây sưa, gỗ sưa này. Đấy. Thì hôm nay để phục vụ cho bà con có được những cái cây trồng và những cái cây giống nó đảm bảo chất lượng tốt nhất thì hôm nay mình ra vườn cái cây giống sưa để mình giới thiệu cho bà con những cái cây sưa giống của bên mình nhé. Đấy, thì trước mắt bà con đây là cái vườn cây giống sưa mà bên trung tâm bên mình đã ươm được khoảng hơn 1 năm tuổi rồi. Đấy, thì những cái cây sưa này nó đã có chiều cao là khoảng tầm từ 2m cho đến 3m rồi các bác ạ. Đấy, cây thân rất là thẳng nhé, nên các bác có thể quan sát này. Để có được cái thân thẳng như thế này ấy, thì bên trung tâm em đã phải lấy cái cọc để cắm để cho cây nó lúc nào nó cũng đảm bảo được thẳng khi mà mùa gió bão thì nó không bị đổ xuống. Tại vì cái đặc điểm của cái cây giống sưa này ấy, khi mà cái độ tuổi nó khoảng 1-2 năm tuổi ấy, trở lại ấy, thì cây thân nó khá là mềm. Đấy, nó chưa tự vươn lên được và nó chưa tự cứng cáp được. Chính vì vậy mà bên trung tâm em thì luôn luôn là phải sử dụng cái cọc như này. Đấy, để giữ để cho cây nó thẳng và nó tạo thành cái thế trước. Đấy, sau này thì khoảng tầm 2 năm tuổi thì cây nó sẽ bắt đầu cứng cáp và chúng ta sẽ bắt đầu bỏ cái cọc này đi được. Đấy. Thì cây giống cây sưa bên mình ấy, thì bên mình có giấy tờ xuất xứ đàng hoàng cho các bác nhé. Đấy, cây giống thì đảm bảo chắc chắn là 100% cây sưa đỏ và cây sưa đỏ cho lõi nhanh nhất. Đấy, cho lõi từ 10 năm tuổi trở đi đã bắt đầu cây nó sẽ có lõi và bắt đầu có thể thu hoạch được rồi. Đấy. Còn như cái tầm 10 năm đấy thì chúng ta cũng chưa nên thu hoạch đâu, tại vì lúc đấy lõi nó cũng chưa đủ to lắm và khi chúng ta thu hoạch khi đấy thì nó khá là phí, và chúng ta bắt đầu nên thu hoạch từ 15 năm trở đi. Đấy, khi đó thì lõi sưa nó to và nó sẽ có giá trị và nó sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho quý bà con. Đấy. Thì hôm nay đấy, mình đã giới thiệu tới bà con cái vườn cây giống sưa. Để bà con mà có nhu cầu cần mua cái giống sưa chuẩn nhất thì hãy liên hệ trực tiếp với bên mình qua số điện thoại mình để dưới phần mô tả của video nhé các bác nhé. Đấy, bên em thì có cung cấp tới mọi người các loại cây giống sưa số lượng lớn, vài chục vạn, vài trăm vạn bên em đều có hết. Đấy, các bác có nhu cầu cần mua có thể đến tham quan trực tiếp tại vườn cây giống của trung tâm, hoặc có thể liên hệ bên mình sẽ có xe vận chuyển đến tận nhà cho các bác. Các bác không phải mất công mang xe đến chở. Đấy, bên mình sẽ chở đến tận nơi và hướng dẫn các bác kỹ thuật trồng và kỹ thuật chăm sóc cây như thế nào để cho cây luôn đảm bảo được chất lượng và mang lại cái hiệu quả năng suất cao nhất cho bà con. Đấy. Chúng tôi là những người cung cấp cây giống, vì vậy mà rất là mong quý bà con khi mà mua cây giống của bên trung tâm thì sau này có thể bán và mang lại cái doanh thu một cách cao nhất. Vì vậy mà bên trung tâm mình thì luôn hướng dẫn cho bà con kỹ thuật và phổ biến cũng như là tuyên truyền cho mọi người để mọi người làm sao trồng và sau này có thể thu hoạch được nhất. Và bên mình có cả thu mua các loại cây sưa, gỗ sưa đỏ nha các bác nhé. Bên em thu mua cả lõi đấy. Các các bác cứ yên tâm trồng, sau này mà các bác trồng được đủ thời gian cây có lõi thì bên em thu mua hết. Đấy, bên em thì hiện tại đang thu mua khắp cả nước luôn, thu mua các loại cây lõi cây sưa. Đấy, chỉ cần cây sưa có lõi đầy đủ kích thước là bên em sẽ mua với giá rất là cao. Đấy, vì vậy mà các bác yên tâm, sau này trồng không lo về cái đầu ra, có bao nhiêu thì bên em mua hết, các loại có lõi sưa bên em thu mua hết. Đấy, vì vậy các bác yên tâm, cây sưa này em đảm bảo với các bác là cây luôn luôn là có giá trị trong thời gian sắp tới, không lo là không bán được, kể cả các bác bán với giá thấp hơn nhưng mà nó vẫn là cây giá trị. Đến cả cây keo, cây bạch đàn hoặc là cây xoan chúng ta còn, nó còn có giá trị, để càng lâu thì nó càng có giá trị. Cây sưa này các bác cứ để tầm từ 20 năm tuổi trở lên thì các bác sẽ thấy được rằng là cái giá trị của nó như thế nào. Đấy, thì trên đây mình đã giới thiệu tới các bác bà con vườn cây giống sưa của bên trung tâm. Còn bây giờ thì trung tâm xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.